Hello, xin chào tất cả anh em đam mê quay lại với kênh của mình nha. Thì một thời gian lâu rồi mình cũng không có làm YouTube do cái lúc mà dịch bệnh á, là không có đi đâu được. Với lại là kênh trước kia của mình thời gian đó mình cũng không có vào ra vào, rồi mình quên mất thông tin và mình bị mất cái kênh Phạm Sang rồi. Bây giờ mình làm kênh mới là Phạm Minh Sang ha. Các bạn mà xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Thì bây giờ của vấn đề chính là có nhiều anh em hỏi mình là cái chó Z-Bot này nè có gắn được cái ốp đầu zin không, đầu zin của 2006 á. Đó, thì hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn luôn nha. Thì đây là cái chó Z-Bot nha các bạn, đây chó Z-Bot nha. Nói chung là gắn vô xe nhìn rất là ngầu ha. Và đây là cũng là cái, và đây cũng là cái ốp đầu zin 2006 nha các bạn. Gắn thì gắn vẫn được nha, cũng ok đó. Nhưng mà các bạn có biết một cái vấn đề mà khi các bạn gắn cái chó Z-Bot này nè vô cái ốp 2006 á là nó sẽ như thế nào không? Các bạn nhìn này, nó sẽ bị dư ra ha, nè nó sẽ bị dư ra. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn xa như thế này á thì nó rất là đẹp nha các bạn, xa nhìn nó rất là đẹp đó. Và các bạn có biết nữa là một điều là khi các bạn gắn cái chó này nè chỗ ốp 26 nó sẽ bị đổi ha, nó đổi cái đầu ra ha, là cái hiện tượng ở trên đây là nó không có khít lắm nha các bạn, không khít lắm nha, nó khít khoảng 95% thôi, 95-96% thôi. Còn có bạn nào mà các bạn nhìn nè, nó không có khít như cái đầu zin nhỏ ha. Về hiệu năng ấy, hầu như là này kia tất tần tật độ thì nó dư nhau thôi, nó không có bị rung hay gì đó á, rất là cứng nha. Thì nếu như các bạn mà không thích cái ốp đầu Z-Bot mà nó có cái mão trên đây, hoặc là tháo cái mão nó có mấy cái lỗ trên đây ấy, thì các bạn vẫn quấn cái ốp đầu zin của 2006 vẫn được nha các bạn. Đó, các bạn nhìn rất là đẹp ha, nói chung là nhìn xe rất là ngầu. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn thêm thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh cho mình. Rồi, xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.